Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình Học Kanji qua câu chuyện. Mình là Toàn, đến từ tiếng Nhật 21 ngày. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập phần Kanji N2, tương ứng với ngày 59 và ngày 60 ở trong Học Kanji Đạo. Thì các bạn học viên có thể xem lại tương ứng. Mình vào ngày 59 trước. Bắt đầu bởi chữ ra, trong nghĩa là tham gia. Thì đằng trước là có bộ lực đúng không? Đằng trước là lực này. Đằng sau là có mồm. Thì rất là dễ thôi. Tức là mồm phải có sức lực thì mới tham gia cổ vũ đúng không? Đây, phải có lực nhé. Phải có lực ở mồm. Đó, tức là mồm phải có lực thì mới hò hét được đúng không? Mới tham gia cổ vũ được. Ở trong từ vựng là sangka. Sangka là tham gia. Âm Hán là tham và ra đúng không? Thì các bạn nhìn hai chữ kanji tiếp theo, đó là chữ cái giá và chữ hạ chúc mừng, thì sẽ có cái chữ ra này nhé. Đó, và cộng thêm một bộ gì đó. Chữ giá ở trong cái giá thì mình sẽ có bên trên chính là chữ ra rồi, đúng không? Mồm có lực tham gia. Ở dưới là chữ cây, đúng không? Thì bây giờ mình ghép là cây tham gia làm cái giá, đúng không? Đây, cây này, tham gia, đúng không? Cây cộng tham gia, đúng không? Thì là ra cái giá. Ở trong động từ cà kê rự, nghĩa là treo lên, dựng lên. Tức là giá này mang tính chất là giống như giá đỡ, đúng không? Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thì ví dụ như dùng logic cũng suy rất là dễ đúng không? Âm Hán gần giống nhau. Ra thì ra giá và có cây, giá thì nhân có cây đúng không? Chữ tiếp theo mà có chữ ra ở bên trên, đó là chữ hạ trong nghĩa là chúc mừng. Thì mình có bên trên là chữ tham gia, bên dưới là bảo bối. Thì rất là dễ thôi. Tức là mang bảo bối đi tham gia chúc mừng đúng không? Mang bảo bối tham gia đúng không? Mang bảo bối đi tham gia chúc mừng. Ở trong từ vựng là niên ga rộ là thiệp chúc mừng. Âm Hán là niên hạ trạ. Niên chuyển về nên đúng không? Hạ chuyển về ga. Và chữ trạ là trạng thái cho đứng cạnh tường đấy đúng không? Chuyển về rộ. Chữ hại trong nghĩa là tổn hại. Thì mình có bên trên là miên mái nhà đúng không? Bên trên là mái nhà. Ngay bên dưới là ông vua loài đầu. Thì vẫn là vua rồi. Và có cái mồm đúng không? Đó, bây giờ là dưới mái nhà ông vua mở mồm nói những lời gây tổn hại đúng không? Dưới mái nhà ông vua mở mồm nói những lời gây tổn hại. Bạn thấy không ạ? Đó, rất là dễ nhé. Ở trong từ vựng là sông gai. Sông gai là tổn hại. Đây mà hắn là tổn này. Tay nhân viên gây tổn này. Cộng với chữ hại này. Đó, thì tổn chuyển về sôn đúng không? Hại chuyển về gai đúng không? Hoặc là đứng một mình thì nó cũng chuyển về gai ở trong hại đúng không? Cái hại gây hại. Hai chữ kanji tiếp theo thì sẽ được cấu tạo từ chữ hại này nhé. Cát vỡ đúng không? Đó, và cái chữ hạt cai quản thì sẽ có cái chữ hại này. Rồi, chữ cát vỡ mình thêm gì đây ạ? Thêm đao đúng không? Đó, tức là đằng trước thì chính là chữ hại, tổn hại. Đằng sau là bộ đao. Đó, chỉ cần thêm một chút thôi đúng không? Đao liên quan đến vỡ, chuẩn rồi. Đó là đao gây tổn hại là làm vỡ đúng không? Đây, cây đao mà nó gây tổn hại chính là vỡ đồ. Ở trong động từ wa ru đúng không? Wa ru nghĩa là làm vỡ, làm chia ra đúng không? Nói chung là mang tính chất là phân tách ra đúng không? Ví dụ như là vỡ đồ đúng không? Rồi là chia, phép chia đúng không? Hoặc là mình tập thể hình nó chia múi cơ đó đúng không? Thì mang tính chất là phân tách ra, chia ra. Hoặc là qua đi là tỷ lệ phần trăm, tức là một qua đi thì tương ứng với 10%, thì người ta hay nói như vậy cho nó ngắn gọn đúng không? Đầu tiên một chữ rất là dễ đúng không? Nó ghép bởi lực với lại mồm đúng không? Thì câu chuyện là mồm có sức lực rất là dễ đúng không? Đấy, tức là mồm có lực thì mới tham gia cổ vũ được đúng không? Đây là chữ ra và trong nghĩa là tham gia đúng không? Đó, tức là mồm có lực để tham gia, đây là chữ ra. Với chữ ra này bây giờ mình thêm một số bộ, mình thêm cây ở dưới thì ra sẽ ra giá, cái giá đúng không? Đúng không? Giá đỡ. Thì câu chuyện là rất dễ thôi, dùng cây để tham gia làm cái giá đúng không? Cây tham gia làm giá đỡ. Nếu bây giờ mình không thêm cây mình thêm bảo bối thì là chữ gì? Thì nó là chữ hạ trong nghĩa là chúc mừng. Tức là mang bảo bối đến tham gia đúng không? Thì là chúc mừng. Mang bảo bối đến tham gia thì đấy chính là chúc mừng. Các bạn nhớ chữ này không ạ?
Mình phân tích bộ thì có mái nhà, có ông vua lòi đầu đúng không? Có cái mồm. Tức là mình ghép vào câu chuyện là dưới mái nhà ông vua mở mồm gây ra tổn hại. Âm Hán là hại, ở trong nghĩa là tổn hại, thiệt hại đúng không? Nó rất là dễ nhé. Dưới mái nhà ông vua, nhưng mà nhớ ông vua lòi đầu, lòi đi một chút. Ông vua mở mồm gây tổn hại. Từ chữ hại này mình thêm bộ đao thì mình ra một chữ khác rất thông dụng. Tức là câu chuyện là đao gây tổn hại đấy. Đao mà gây hại thì chính là vỡ. Âm Hán là cát, ở trong nghĩa là vỡ. Mình thêm bộ đao nhé. Câu chuyện là cái đao ấy mà nó gây tổn hại, đó chính là gây ra vỡ. Mình sẽ nhắc lại 6 kanji này. Đầu tiên là mồm có lực, tham gia cổ vũ là chữ gia. Gia thêm cây, tức là cây tham gia làm cái giá, đây là chữ giá. Mang bảo bối đúng không? Tham gia để chúc mừng. Dưới mái nhà ông vua mở mồm gây tổn hại. Cái đao mà gây tổn hại chính là vỡ đúng không? Mình vốn tập xong ngày 59, mình sang đến ngày 60 của học kanji đạo. Bắt đầu dòng thứ tư, đó là chữ thảo, trong nghĩa là thảo luận. Thì thảo luận đương nhiên có lời nói, đó, rất logic. Thảo luận có lời nói, nhưng mà lời nói thốn, đúng không? Đấy, mấy buổi thảo luận hay có mấy kiểu lời nói thốn lắm. Lời nói thốn trong buổi thảo luận nhé. Ở trong từ vựng là thô đôn, đúng không? Thô đôn là thảo luận, đây mà là thảo các bình luận. Thảo chuyển về thô, đúng không? Luận chuyển về rôn, đúng không? Chữ thủ ở trong phòng thủ, giữ gìn. Trên là mái nhà, đúng không? Tức là trên là miên mái nhà. Dưới là thốn, tức là dưới mái nhà. Hệ thống phòng thủ rất thốn, đúng không? Đây, phòng thủ dưới mái nhà rất là thốn. Rất là dễ thôi, đúng không? Ở trong động từ mà mô đự, đúng không? Là bảo vệ, tuân thủ, bảo vệ em, đúng không? Tuân thủ luật lệ. Chữ đoàn ở trong nghĩa là đoàn thể, đoàn kết, đúng không? Thì mình có bên ngoài là bao vây xung quanh rồi. Sau đó là có thốn, đúng không? Đấy, tức là sống trong đoàn thể là xung quanh hay thốn lắm. Trong đoàn thể xung quanh rất thốn, đúng không? Đây, ở trong đoàn thể, đúng không? Thì rất là thốn. Ở trong từ vựng là đăng tai. Đăng tai là đoàn thể, để âm Hán là đoàn, ghép với thể đây. Đoàn chuyển về đan, đúng không? Thể chuyển về tai, đúng không? Thể dục ấy, đúng không? Đó, thì dùng cái chữ thể này. Nhân bản cơ thể, đúng không? Hoặc là ở trong từ vựng là phu tông là cái đệm. Âm Hán là bố đoàn. Bố tại vì bố này liên quan đến vải, đúng không? Đoàn này là đoàn kết, tức là vải dính với nhau là thành cái đệm. Đúng không? Giải thích kiểu như vậy. Chữ thú ở trong săn bắt hái lượm. Thì mình có đằng trước là con chó, đó, săn bắt thì phải có chó đi theo rồi. Sau đó chính là chữ phòng thủ vừa học xong. Thì mình có câu chuyện là con chó vừa phòng thủ, tại đằng sau là chữ phòng thủ nhá. Vừa có nhiệm vụ săn bắt nữa. Ở trong động từ karu. Karu là thu hoạch, hái bắt. Chữ phong ở trong nghĩa là niêm phong. Thì mình có hai mảnh đất, các bạn thấy không ạ? Hai mảnh đất đằng trước đè lẫn nhau đấy. Đằng sau là thốn. Đó, bây giờ mình sẽ ghép câu chuyện. Đó là hai mảnh đất thốn nên phải dán niêm phong. Quá dễ đúng không ạ? Đây, hai mảnh đất này đều rất là thốn nên là phải dán niêm phong. Đấy, thì xuất hiện thêm một chữ phong. Trước mình học là phong gió đúng không? Đấy, bây giờ thêm niêm phong. Ở trong từ vựng là phư tô. Phư tô là phong bì, âm Hán là phong đồng. Thì phong chuyển về phư, đồng chuyển về tô đúng không? Hoặc là Fujiru. Fujiru là niêm phong, chặn, ngăn chặn. Nó là động từ đúng không? Thì ngày 60 mình sẽ ôn tập cho các bạn 6 kanji. Đầu tiên các bạn nhớ bộ này không ạ? Đây là bộ thốn đúng không? Từ bộ thốn này mình ra một loạt chữ. Bây giờ mình thêm lời nói, tức là lời nói thốn. Các bạn nhớ không ạ? Câu chuyện là lời nói, tại có bộ ngôn lời nói đúng không? Đằng sau là thốn, lời nói thốn là trong buổi thảo luận. Đấy, tức là trong thảo luận nhiều người đưa ra ý kiến đúng không? Những lời nói thốn được tuôn ra trong buổi thảo luận. Bây giờ mình thêm mái nhà, tức là dưới mái nhà mà rất là thốn này, là đang làm gì ạ? Đang phòng thủ đúng không? Âm Hán là thủ, ở trong nghĩa là phòng thủ hoặc là bảo vệ. Đấy, tức là dưới mái nhà rất thốn, đáng nhẽ phải tấn công đúng không? Nhưng đây là phòng thủ. Dưới mái nhà phòng thủ rất thốn. Bây giờ bị bao quanh, cảm giác rất thốn, chính là sống ở trong đoàn thể đúng không? Đấy, tức là mình luôn phải nghe theo ý kiến mọi người, rất thốn. Nó thêm bộ vi xung quanh nhé. Đấy, tức là bao quanh mà cảm giác rất thốn là đoàn thể. Các bạn vừa học xong chữ thủ, phòng thủ đúng không? Mình thêm con chó đằng trước, mình thêm bộ khuyển chó đúng không? Thì gì ạ? Ra câu chuyện là con chó thì ngoài phòng thủ thì nó còn có chức năng là
săn bắt đúng không? Âm Hán là thú, trong nghĩa là săn bắt, tức là con chó phòng thủ và săn bắt. Mình có hai mảnh đất và thêm bộ thốn, tức là hai mảnh đất thốn thì phải dán niêm phong. Câu chuyện là hai mảnh đất nhé, mà thốn thì phải dán niêm phong, đó là chữ phong, ở trong nghĩa là niêm phong. Với chữ phong này thì mình sẽ chú ý các bạn cách viết. Các bạn nhìn bộ thổ đất ở bên dưới, các bạn thấy nét nó lẹm lẹm lên đúng không? Mình đã từng nhắc rồi đấy, khi bộ thủ ghép ấy thì nó sẽ bị thu nhỏ lại đấy, thì nó sẽ có cái chiều hướng là vát vát lên. Mình sẽ cùng nhắc lại, đầu tiên là bộ thốn thì dễ rồi. Lời nói thốn là trong buổi thảo luận, dưới mái nhà mà thốn là phòng thủ đúng không? Bị bao quanh là rất thốn, đấy là sống trong đoàn thể đúng không? Con chó thì ngoài phòng thủ ra thì còn nghĩa là săn bắt. Thì đây là từ thú ở trong nghĩa là săn bắt. Hai mảnh đất thốn thì phải dán niêm phong. Như vậy là mình đã ôn tập cho các bạn một số kanji rất là ít thôi, ở trong ngày 59 và ngày 60 vào kanji đạo. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Từ Nhà 21 Ngày để chờ đón những bài học tiếp theo ở phần kanji.